Ok. Trong phần 3 này thì các bạn sẽ học hai mục, một là căn gióng và hai cắt xén. Phần 1 là căn gióng, nó sẽ là align, ghi rồi đúng không? Căn gióng align. Thì trong bài căn gióng align như này, mình cho các bạn một cái file elute. Mở file lên. Thì ở cái bài căn gióng như này thì các bạn cần biết một số cái định nghĩa của Illustrator để nó áp đặt cho những cái đối tượng. Ví dụ như là cái phần khổ giấy mà các bạn hay làm việc ấy thì người ta gọi là cái gì nhỉ? Khổ giấy thì sẽ gọi là artboard nhá. Thì chú nhất cái phần chú ý đầu tiên nhá, các bạn ghi vào là gì nhỉ? Khổ giấy. Cái phần màu trắng này sẽ là artboard. Artboard. Trong Illustrator thì khổ giấy sẽ gọi là artboard. Ở bên cạnh artboard sẽ là cái gì nhỉ? Xung quanh artboard này sẽ là cái phần nháp. Được chưa? Gọi là nháp. Cái màu nháp này thì nó có hai trường hợp, một là màu ghi và hai là màu trắng. Thì thường là để màu ghi thì hiệu quả hơn đúng không? Mình còn nhìn nó dễ. Nếu các bạn không hay ấn Ctrl Shift Y dài, Alt Ctrl Shift Y dài thì nó sẽ chuyển cái màu gì nhỉ? Màu giấy nháp thành màu trắng. Thì để các bạn thay đổi màu giấy nháp thì các bạn sẽ ấn Alt Ctrl Shift Y dài. Được chưa? Alt Ctrl Shift Y dài thì sẽ thay đổi màu giấy nháp. Quay lại phần khổ giấy. Khổ giấy thì cố định không di chuyển được, đúng không? Các bạn phải phân biệt được đâu là khổ giấy và đâu là đối tượng bình thường. Một đối tượng bình thường thì khi các bạn túm vào nó là các bạn thể nhấc đi nhấc lại được. Còn khổ giấy thì nó cố định, đúng không? Đấy. Để khóa một cái đối tượng thì các bạn sẽ ấn Ctrl 2. Khóa đối tượng. Nha. Để khóa đối tượng thì sẽ ấn Ctrl 2. Mở khóa thì sẽ là unlock ô Alt Ctrl 2. Các bạn vào Object chọn unlock ô Alt Ctrl 2. Mở khóa tất cả các đối tượng. Chưa? Alt Ctrl 2. Ok. Để ẩn đối tượng thì sẽ là Ctrl 3. Ẩn tức là tạm thời nó mất đi ấy, các bạn sẽ ấn Ctrl 3. Và giống như khóa thì để bỏ ẩn sẽ là Alt Ctrl 3. Nhá, khóa sẽ là lock, ẩn sẽ là 2. Thì hai cái thằng này đều ấn kèm thêm cái phím an để cho nó phủ định lại cái lệnh sao nhỉ? Đã thực hiện. Theo các bạn thì khóa và ẩn đối tượng có tác dụng gì? Khóa thì có tác dụng chắc chắn để làm gì rồi nhỉ? Không chọn được nó, không di chuyển được. Ẩn thì có thể để cho cái file của mình nó nhìn nó đỡ rối mắt hơn. Hoặc là để mình chọn được cái đối tượng khác bên dưới cái đối tượng đang nằm lên trên. Thì các bạn cần ẩn đi, đúng không? Ok. Thế nhá. Trong bài này thì yêu cầu các bạn cần xếp các đối tượng này thẳng hàng. Thì để thẳng hàng như này thì trong Illustrator các bạn gióng bằng mắt cũng được. Là ví dụ như là hai đối tượng này các bạn thể gióng bằng cái hình màu xanh dương, à cái hình màu xanh lá. Khi bạn gióng ấy, cái hình màu xanh lá nó hiện lên này ấy. Các nhìn thấy cái xanh lá đấy không? Các cái xanh lá này. Tức là cái đường gióng nó tự động nó hiện lên để cho các bạn biết là cái chỗ này đã thẳng hàng chưa. Đấy, ví dụ như đây là thẳng hàng tâm này. Cái này là thẳng hàng ở dưới này ạ. Thì để bật tắt cái đường gióng tự động như này, các bạn thể ấn Ctrl U là bật tắt cái đường gióng tự động. Nha. Hoặc là các bạn vào View, quản lý. Các bạn sẽ ấn Ctrl U để bật tắt cái Smart Guide là đường gióng thông minh, đường gióng tự động cũng được.
Smart guy. Smart guy. Juno. Rồi. Ok. Thì nếu mà các bạn gióng bằng cái như này thì nó chỉ là cái mức độ thủ công thôi. Còn trong Illustrator thì các bạn có thể gióng đối tượng bằng cái việc là các bạn sử dụng cái bảng gióng. Cái bảng gióng thì mình có hai cách mở. Một là mình sẽ mở thông qua cái bảng Window và Align. Nó sẽ là Shift F7 thì các bạn sẽ có cái bảng gióng như này. Đây. Hai là các bạn có thể chọn đối tượng, thì sau khi mà chọn đối tượng ấy, tự động nó cũng ra cái bảng gióng ở trên này. Nó chỉ ra bảng gióng khi bạn chọn từ hai đối tượng trở lên, vì hai đối tượng trở lên thì nó mới gọi là gì nhỉ? Nó mới có cái để gióng với nhau. Đúng không? Ok. Thì trong Illustrator gióng hàng thì người ta sẽ gọi là align. Nhá, để các bạn mở được cái bảng gióng thì các bạn sẽ vào Window mở bảng align Shift F7. Để gióng hàng thì các bạn sẽ mở bảng align Shift F7. Để gióng hàng thì sẽ mở Align Shift F7. Ok. Cái bảng Align như này thì các bạn sẽ nên bấm vào Show Option ở trên menu để cho nó hiện ra nhiều tùy chọn hơn nữa. Show Option. Bảng ở trong Illustrator thì người ta gọi là gì nhỉ? Panel. Hoặc là Palette. Thì là cái bảng. Thì các bạn bấm vào cái menu của cái panel này, các bạn chọn Show Option để nó hiện ra. Thì bình thường nó có mấy hàng nhỉ? Hai hàng thôi. Các bạn show lên nó 3 hàng. Các bạn có Align Object là gióng các đối tượng. Distribute là phân bố khoảng cách. Và Distribute Spacing sẽ là phân bố cái gì nhỉ? Theo khoảng cách xác định. Nhá. Các bạn ghi này vào. Có 3 hàng này. Align Object sẽ là gióng đối tượng. Distribute sẽ là phân bố đối tượng. Nha. Cái đầu tiên là gióng các đối tượng. Cái thứ hai là phân bố khoảng cách các đối tượng. Cái thứ ba là phân bố theo khoảng cách xác định. Cái thứ tư này là cái gì nhỉ? Align to là gì? Align to dịch là gì? Gióng với cái gì đúng không? Align to là chọn cái kiểu gióng. Nhá, align to là chọn kiểu gióng. Chọn kiểu gióng. Align to thì các bạn chú ý đầu tiên. Ba cái này các bạn chú ý cuối cùng. Ở đây thì ví dụ như là các bạn tưởng tượng như này. Gióng ấy thì mình phải biết là gióng với cái gì, đúng không? Ví dụ như là các bạn có 4 người với nhau, các bạn muốn tự gióng thẳng hàng chẳng hạn, thì là 4 người gióng với nhau. 4 người muốn gióng ở giữa cái phòng thì là gióng với cái gì nhỉ? Gióng với phòng. Còn ví dụ 4 người gióng với anh thì là gióng với gì nhỉ? Một đối tượng khác. Thì trong này nó cũng có 3 kiểu thế. Thứ nhất là căn gióng thì các bạn chú ý là nó sẽ có 3 cách gióng. Ở đây là tự gióng với nhau là cái đầu tiên. Align to selection là các đối tượng được chọn tự gióng với nhau. Nhá. Các đối tượng được chọn tự gióng với nhau này. Cái thứ hai là gióng với một đối tượng key. Cái đầu tiên là tự gióng với nhau.
Cái thứ hai là dòng đối tượng key. Key là cái gì nhỉ? Key là khóa đúng không? Cái thứ ba là align to artboard. Artboard lúc nãy bảo là cái gì? Artboard là cái gì? Khổ giấy đúng không? Cái thứ ba sẽ là giống với khổ giấy. Ok, thì ví dụ cho các bạn tưởng tượng này, bây giờ mình có một cái ví dụ cho các bạn nhé. Mình sẽ tạo ra một cái file mới. Thì đây sẽ là khổ giấy. Ở trên cái file mới này thì mình sẽ có một cái hình màu vàng và khoảng độ 5 cái hình nhỏ hơn màu khác nữa. Màu này đi. Thì ở đây ấy, mình cho một hình nữa là màu hồng hoặc là màu đỏ. Bây giờ mình sẽ có lệnh giống. Nhiều các bạn tưởng tượng nha, đây là cái sân trường. Đây là cái sân trường. Đây là giáo viên. Còn đây là học sinh. Hiểu không? Còn đây là con hiệu trưởng. Hiểu chưa? Con hiệu trưởng. Thì bây giờ người ta có lệnh này, tất cả học sinh và giáo viên đứng thẳng hàng nhau. Thì các bạn cần chọn chế độ là sao nhỉ? Tự giống với nhau. Thì các bạn sẽ gióng thẳng hàng nhé. Đúng chưa? Bên nó bảo này, tất cả học sinh và giáo viên gióng theo sân trường, tức là gióng theo cái gì nhỉ? Khổ giấy đúng không? Thì các bạn phải gióng theo artboard. Đúng không? Sân trường ở đây là khổ giấy. Nó sẽ gióng, thì khi bạn chọn khổ giấy này, các bạn gióng thì nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Ở giữa khổ giấy. Còn nó bảo là tất cả học sinh và giáo viên gióng theo con hiệu trưởng. Đúng không? Thì các bạn sẽ chọn tất cả này. Các bạn bấm vào con hiệu trưởng một lần nữa thì các bạn thấy con hiệu trưởng tự nhiên nó sao nhỉ, nó đậm hơn. Thì sau khi mà các bạn chọn các đối tượng và bấm vào một đối tượng nữa làm key ấy, thì cái này nó tự động nhảy sang chế độ thứ mấy nhỉ? Thứ hai đúng không? Thì cái chế độ thứ hai này các bạn chọn bằng cái cách là các bạn quét qua tất cả các đối tượng và các bạn bấm vào đối tượng đấy một lần nữa. Thì sau khi bạn bấm này quay các bạn gióng thì tất cả nó sẽ gióng theo gì nhỉ, con hiệu trưởng. Hiểu cái này chưa? Tức là các bạn ba cách gióng, tự gióng với nhau, gióng theo cái khổ giấy và gióng theo một thằng bố đời. Thì các bạn làm nào tùy theo trường hợp, tí nữa mình dạy các bạn các cái kỹ thuật. Ví dụ như trong cái bài như này ấy, mình cho các bạn là một cái hình mẫu bên trên và cái gì nhở, có cái sân trường này, có các đối tượng linh tinh này. Đó, thì bây giờ mình sẽ gióng như nào? Thứ nhất là để gióng như này thì các bạn nên nhớ là những cái hình nào mà các bạn thấy ngon lành rồi các bạn nên group lại. Hai cái thằng này thì các bạn thấy là lúc nào nó cũng cái thằng này nằm ở giữa thằng màu gì nhỉ, màu đen, thì mình nên group lại. Vì nếu mà mình để như này ấy, thì lúc mình gióng là nó sẽ tính thành mấy hình nhỉ, hai hình. Thì những cái thằng nào mà các xác định nó là một hình thì các bạn nên group lại. Để các bạn quản lý cái group thì các bạn bấm vào một hình, nếu các bạn thấy cái hình kia không đỏ lên thì tức là cái đấy là chưa group. Còn nếu mà group rồi mình bấm một thằng trong group thì tất cả nó sao nhỉ, nó đỏ lên. Đúng không? Cái hình này đã là group chưa? Chưa đúng không? Thì các bạn sẽ chọn hai cái group lại. Đối với chữ thì mình sẽ không có chuột phải group. Mà các bạn phải Ctrl G. Đấy, các bạn sẽ quản lý hết tất cả những cái này, các bạn sẽ group lại hết. Bởi vì cái bọn này được coi là một nhóm đối tượng hết. Group lại hết. Đối với chữ thì phải Ctrl G. Thế thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ gióng. Các bạn thấy này. Bây giờ mình theo bạn thì là nên gióng cái gì đầu tiên? Cái thằng dưới nhất cái nền. Thì bây giờ mình nghiên cứu cái bảng gióng. Ở đây là cái bảng gióng. Cái nào có đường thẳng sẽ là gióng theo cái đấy. Ví dụ như là có hai hình, một hình chữ nhật như này và một hình to hơn như này, tương ứng đúng không? Mình chọn cái đầu tiên, tức là gióng theo cạnh bên gì nhỉ, bên trái.
tự gióng với nhau nhá. Hai thằng tự gióng thẳng hàng trái này. Đây là thẳng hàng giữa đúng không? Đây là bên phải, đây là trên. Đây là ở giữa và gì nhỉ? Ở dưới. À, bây giờ mình nghiên cứu tiếp cái mục nó là distribute. Nãy distribute bảo là cái gì nhỉ? Phân bố khoảng cách, à, phân bố đối tượng. Phân bố tức là cái gì? Phân bố tức là chia cho nó sao nhỉ? Bằng nhau, đều nhau. Thì phân bố khoảng cách thì nó như này. Ví dụ các bạn thấy trên sân trường có bao nhiêu thằng chẳng hạn? À, 4 thằng đi. 4 người. Kích thước khác nhau. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả này, mình chọn là chia đều khoảng cách. Chỗ nào có đường thẳng tức là chia đều theo cái đấy. Ở đây thì sẽ là chia đều khoảng cách cái cạnh bên trên. Thì khi mình bấm như này ấy, thì các bạn thấy là cái cạnh này đến cái cạnh này đến cái cạnh này, tức là các cạnh trên nó khoảng cách như sao nhỉ? Bằng nhau không? Bằng nhau đúng không? Thì mình cứ nhìn theo cái đường thẳng và cái vị trí các bạn sẽ biết là nó giống theo cái gì, chia đều theo cái gì. Cái này là chia đều khoảng cách theo cái gì nhỉ? Cạnh gì? Cạnh trái đúng không? Cạnh trái thì các bạn thấy là tất cả cạnh trái như này. Đấy, tức là từ đây thì đến đây là bằng nhau hết. Để ấy thì các bạn thể giống theo phương dọc này, các bạn thấy này. Từ đây đến đúng không? Đến đây. Cái hình này nó hơi khó nhìn một tí, đại khái thế đi, bọn nó sẽ chia đều nhau hết về khoảng cách. Còn nếu mà các bạn muốn ở giữa thì các bạn chọn hai cái này. Đúng không? À, tiếp theo là distribute spacing là phân bố nhưng mà theo cái khoảng cách xác định. Thì ví dụ như là các bạn có 10 hình tròn. Bây giờ để cho nó sát vào nhau ấy, các bạn thể chia khoảng cách bằng cái việc là các bạn chọn cái này. Thì nếu các bạn chọn này tức là nó chia khoảng cách theo 3 thằng này nhá. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình chọn 3 cái hình này chẳng hạn. Bây mình không chọn là tự căn với nhau, mình chọn với artboard, tức là với cái gì nhỉ? Khổ giấy. Thì lúc mà các bạn chọn là chia khoảng cách ấy, thì 3 thằng này sẽ sao nhỉ? Nó không tự chia khoảng cách với nó nữa mà nó sẽ gióng căn theo cái gì nhỉ? Cái khổ giấy để nó lấy cái gì nhỉ? Lấy cái vị trí gióng. Đúng không? Thì nếu bạn muốn tự gióng với nhau thì bạn không được chọn cái chế độ thứ ba nhá. Bạn chọn chế độ đầu tiên. Bây giờ còn cái thằng distribute spacing. Thằng distribute spacing này tức là chia khoảng cách của các đối tượng, phân bố khoảng cách đối tượng. Thì cái yêu cầu hoặc là điều kiện cần của cái distribute spacing này ấy, là các bạn phải chọn vào cái giá trị thứ hai thì nó mới là hoạt động được cái thằng này. Điều kiện cần là các bạn phải chọn tất cả các đối tượng này và chọn một thằng làm key. Sau đó mình thấy cái phần này nó mới sáng lên mới đánh được. Còn nếu các bạn chỉ chọn các đối tượng này thôi thì chỗ này nó vẫn gì nhỉ? Vẫn tối. Yêu cầu các bạn phải chọn các đối tượng và bấm vào một thằng làm key. Sau đó mình đánh khoảng cách. Ví dụ như là các bạn để cái này là cách nhau khoảng độ là bằng 2 cm. Thì ở đây mình đã có khoảng cách rồi này. Bây giờ mình phải bấm là nó chia theo cái gì. Đây là đường thẳng theo chiều dọc. Cái này là hai cái gạch theo chiều dọc này. Hai gạch này. Thì tức là nó sẽ chia như này. Tức là nó sẽ như này. Hiểu không? Còn nếu mà chọn như này ấy, tức là chia theo này. Thì nếu các bạn muốn cái bọn này nó cách nhau khoảng 2 cm theo chiều như này ấy, thì bạn bấm đây. Thì tức là bọn này sao nhỉ? Mỗi thằng cách nhau từ đây lên mấy cm? 2 cm. Để bằng 0 chẳng hạn. Thì lúc mình ấy này, nó sẽ thành như này. Còn nếu mà mình chọn cái chiều dọc thì nó sẽ thành này. Có hiểu không? Từ đây là chia theo gì nhỉ? Thằng dọc. Đấy nhá. Thì trong bài như này ấy, mình sẽ cho các bạn xem này. Với cái thằng khổ giấy này, à cái thằng nền này, các bạn cần đặt nó giữa khổ giấy thì các bạn cần chọn là căn với cái khổ giấy và các bạn gióng phương dọc, gióng phương ngang nữa để nó nằm ngang nằm dọc khổ giấy. Ok. Xong sẽ khóa lại Ctrl mấy nhỉ? Nhớ không? Object lock Ctrl mấy? Ctrl 2 khóa lại. Khóa để làm gì? Không chọn được nữa, đúng chưa? Cái thằng Sporting Equipment. Cái thằng này các bạn nhận thấy vị trí của nó ở đâu? Nằm ở đâu nhỉ? Trên cùng. Mà nằm ở đâu? Ở giữa. Thì các bạn cần căn hai lần. Gióng hai lần. Một lần là gióng theo cái gì nhỉ? Cái tâm ở giữa. Thì nằm ở giữa khổ giấy này. Một lần nữa là các bạn sẽ thấy là hai cái cạnh trên của cái này nó bằng nhau. Cái thứ mấy là gióng hai cạnh trên. Là chia khoảng, quên mất. Gióng hai cạnh trên là cái nào nhỉ? Hoặc là gióng cạnh trên đi. Gióng cạnh trên là cái thứ mấy? Cái này đúng không? Thứ tư. Thì cái này sẽ, hai cạnh trên nó sẽ thẳng hàng nhau.
Còn các bạn chọn đây là nó gióng theo tâm thì nó ở giữa nhá, đây gióng cạnh trên. Xong cái này có khóa lại không? Khóa lại nhá, lock selection. Ok. Bây giờ phân tích các cái hình tròn này. Cái bọn này thì các bạn thấy chuyện gì ra? Thứ nhất là bọn này nó cách cái khổ giấy hai bên này bằng nhau, tức là từ đây đến đây và lại từ đây đến đây bằng nhau. Rồi. Thì để hiểu cách khác là các bạn có 5 đứa học sinh đứng giãn đều khoảng cách với nhau, sao nhỉ? Một cái vị trí xác định. Và bọn này phải nằm giữa sân trường. Thế bây giờ việc đầu tiên là các bạn cho bọn nó thẳng hàng đã. Các bạn sẽ chọn tất cả cái thằng này. Bấm một cái nào để gióng thẳng hàng theo chiều ngang. Cái thứ mấy? Cái thứ mấy gióng thẳng theo chiều ngang? Nhìn cái đường thẳng biết. Cái thứ năm đúng không? Cái thứ năm đây, nhìn đây này, nó kẻ ngang này, tức là gióng theo phương ngang này. Ở đây thì tiếp theo này mình sẽ chơi trò là gì nhở? Chia khoảng cách ra, chia khoảng cách thẳng hàng theo phương dọc hoặc là chia khoảng cách bằng nhau theo phương dọc, thì các bạn thấy là cái nào? Cứ đường kẻ mà táng, kẻ dọc là chia theo dọc, cái này đúng không? Chắc là chia theo chiều dọc đó. Nhưng mà bên năm thằng này nó đứng bị sao nhở? Sát nhau quá, có đưa thưa ra được không? Như ở trên lớp thì các bạn tập trung sân trường thôi. Đây thằng này thằng đầu hàng này, cuối hàng này. Cô giáo bảo cái gì cả lớp à, cái gì cái hàng này giãn ra thì cái thằng này phải chạy xa nhất đúng không? Xong bọn kia bắt đầu mới đủ khoảng cách. Thì bạn phải bắt cái thằng cuối cùng chạy tít ra chỗ này này, xong bắt đầu bảo là tất cả bọn này gióng lại cho tôi chẳng hạn, phía thành này. Đúng không? Các bạn phải như thế. À, sau khi mà được như này rồi thì có thể là các bạn gióng bọn này luôn. Nói chung có nhiều cách gióng lắm. Bây giờ mình sẽ group cái bọn này lại để thành một hình. Bây giờ cái hình này mình sẽ chọn là gióng với khổ giấy. Mình sẽ chọn là ví dụ như đây là gióng chạm cạnh trái khổ giấy này. Cái này chạm cạnh trên khổ giấy này. Đây là chạm ở đâu nhỉ? Ở giữa. Còn đây cũng ở giữa nhưng mà ở giữa này theo chiều gì nhỉ? Chiều dọc thì nó nằm ở giữa. Tức là nó vừa nằm giữa theo chiều ngang, nằm giữa chiều dọc. À, các bạn có thể ăn group lại để nó thành từng cái hình. Thế bây giờ cái chữ này nó lại phải thẳng hàng nữa. Các cái chữ này các bạn sẽ gióng theo phương dọc, à phương ngang để cho nó thẳng hàng này. Bây giờ cái chữ accessory nó phải bám theo thằng này, pack phải thẳng này. Thì bây giờ mình sẽ chọn accessory. Chọn hai thằng. Bây giờ các bạn gióng dọc. Các bạn thấy gióng dọc tại sao nó nhảy ra đây nhỉ? Tại sao nó không nhảy với nhau? Bởi vì đang gióng với cái gì? Khổ giấy. Các bạn chọn cái đầu tiên để gióng này. Nhưng mà khi mình thấy là khi mà gióng này ấy, hai hình đều chạy hay là một hình chạy thôi? Hai hình đều chạy. Bây làm sao để muốn một hình chạy mà hình kia không chạy? Thì thằng này phải là con của hiệu trưởng. Tức là nó phải là đối tượng gì nhỉ? Đối tượng key. Làm sao để tạo ra đối tượng key khi các bạn gióng hàng? Chọn hai đối tượng trở lên và bấm một cái thằng làm key một lần nữa. Thằng này sẽ được chọn làm key và gióng. Các bạn sẽ chọn này, bấm vào thằng này một lần nữa, gióng, chọn thằng ten và thằng này. Bấm đây. Đấy nhá, cái này như chưa group ạ, được rồi. Chen vào cái thằng này. Bấm vào đây một lần nữa và gióng dọc. Wetsuit vào thằng này. Bấm đây gióng dọc. Apparel vào thằng này. Gióng dọc. Ok. Đấy thế là được cái này. Thì nói chung là các bạn tính làm sao để cho bọn này nó thẳng hàng nhau theo chiều ngang, thẳng hàng giữa khổ giấy và các vị trí nó tương ứng là được. Cuối cùng thì mình sẽ xuất ảnh. Xuất ảnh thì trong Illustrator có hai trường hợp xuất. Một là sẽ xuất toàn bộ các đối tượng đang có trên cái khổ giấy, cả ba hình này nữa. Trường hợp thứ hai là chỉ xuất trong cái khu vực gì nhỉ? Khổ giấy. Thì để xuất ảnh thì các bạn sẽ vào file chọn gì nhỉ? Export. Ở đây thì các bạn sẽ chọn đuôi nó là JPEG. Và các bạn đánh dấu vào giá trị USB nếu các bạn chỉ muốn xuất trong khổ giấy. Còn nếu các bạn muốn xuất tất cả thì các bạn chỉ cần chọn gì nhỉ? JPEG là đủ rồi. Đấy thì khi các bạn chọn này các bạn ấn xuất thì nó sẽ xuất ra tất cả. Còn đánh dấu vào USB tức là sử dụng khổ giấy thì nó sẽ xuất gì nhỉ? Chỉ cái khổ giấy ra thôi. Thì trong bài này các bạn chỉ xuất cái khổ giấy thì các bạn nhớ đánh dấu vào gì nhỉ? USB. Đúng không? Vào đâu nhỉ? File chọn Export JPEG. Cái này biết xuất ảnh hết chưa? Chú ý nhá, để xuất ảnh thì các bạn vào file chọn Export. File xuất export.
Rồi, export. Chọn đuôi là JPEG và đánh dấu ở ESBot để xuất trong khu vực khổ giấy. Ok, thế là xong. Đấy thì các bạn làm được cái này. Có máy đây hết không nhỉ? Mở làm luôn. Nha. Yeah.